Dạ vâng, và cứ mỗi năm như vậy vào tháng 7 âm lịch, chúng ta lại cùng nhau đón chào long trọng cho ngày đại lễ Vu Lan. Ngày mà những trái tim cũng như là thổn thức những trái tim của những người con Phật để chúng ta cùng tiến hành đại lễ Vu Lan để tưởng nhớ cho công đức của ông bà, cha mẹ cũng như cầu mong được gia đình chúng ta thật an lạc. Và trong những bài pháp thoại chúng ta cũng học được rất nhiều những bài về chúng ta có được những cách sống cũng như là chấp nhận được sự vô thường. Dạ vâng, là những người Phật tử chúng ta sẽ luôn quán chiếu những điều mà lẽ vô thường sẽ đến với bất cứ ai, như sanh lão bệnh tử hay là năm điều quán tưởng trong nhà Phật đã dạy, nhằm chúng ta có thể đạt được sự an lạc trong chính nội tại của bản thân mình và tiến đến sự giải thoát giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho tất cả chúng ta. Và cùng với ý nghĩa đó, xin mời quý vị đến với bài hát tiếp theo, năm điều quán tưởng, lời kinh và phổ nhạc từ Tâm Đức với phần trình bày của tiếng hát đến từ Tâm Ca và Đạo Hiểu của đài trình IBC TV, ca sĩ Thúy Lê. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thúy Lê xin kính chào tất cả quý vị. Và Thúy Lê xin kính chúc cho quý vị có một mùa Vu Lan thật là ý nghĩa và hạnh phúc bên người thân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Kinh Pháp Cú. Quán tưởng phải thường xét xa, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cánh ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân đi, nhân vật quý mến ta đi biệt. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kết thành. The Buddha advised, these are the five facts that one should reflect on often, whether one is a woman or a man, lay or ordained. 1. I am sure to become old. I cannot avoid aging. 2. I am sure to become ill. I cannot avoid illness. 3. I am sure to die. I cannot avoid death. 4. I must be separated and parted from my loved ones. 5. I am the owner of my actions, heir of my actions, born of my actions. Have my actions as my arbitrator. Whatever actions I do, good or bad, of these I shall become their heir. Năm điều quán tưởng phải thường xét xa, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát
lúc qua cánh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quá bao phân minh kết thành. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quá bao phân minh kết thành.